Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị cũng như là quý bà con Phật tử xa gần có một ngày mới, một buổi sáng chủ nhật cuối tuần ngày 20 tháng 10, một ngày rất là đặc biệt dành riêng cho tất cả các cô chú chị phụ nữ ha. Thật là ấm áp, thật là nhiều niềm vui, có nhiều sự bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, hãy cũng tiếp tục cập nhật những cái dòng thông tin, những cái tin tức của sư thầy Minh Tuệ để mà chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả cũng như là quý bà cô chú anh chị khán giả chúng ta được rõ. Vì thời điểm này, hãy tin là tất cả bà con mình ở khắp mọi nơi, ai nấy cũng đang rất là đặc biệt quan tâm về cái thông tin của thầy, như là thầy đã về Gia Lai hay chưa, thầy đang ở đâu. Vì bây giờ cô chú anh chị rất là nhiều những cái kênh, khi mà người ta không có nắm được cái nguồn tin đó, rồi người ta cứ lên tin và người ta cứ chia sẻ đại đó là thông tin thầy về Gia Lai hay là thế này thế kia, nhưng thực chất là thầy vẫn đang ở Nha Trang, đang ở Vĩnh Phương của Khánh Hòa hả cô chú anh chị, chứ thầy cũng chưa có đi đâu cả. Sáng ngày hôm nay thì Hải cũng đã nhận được cái thông tin của thầy cũng tầm thời gian là khoảng, để Hải coi cái giờ là cái nhà cô chú anh chị, 6 giờ cô chú anh chị, 6 giờ, hơn 6 giờ một tí thì Hải mới nhận được cái thông tin. Thì bây giờ mới làm được cái clip này, rồi bây giờ chuẩn bị đang làm clip sau đó rồi mới quay rồi up lên YouTube nữa, là ít nhất cũng phải là tới 8 giờ mới có đoạn clip cho bà con mình về cái tình hình của thầy Minh Tuệ. Thì không làm mất thời gian của cả nhà mình nữa, hôm nay thì hãy cũng được nhận được cái thông tin là sáng ngày hôm nay thì tầm khoảng cái thời gian là 6 giờ thì thầy Minh Tuệ cũng đã xuống chân núi để mà khắc thực rồi. Hôm nay thì thầy đi tiếp tục một lần nữa là cái khu vực hướng đông dân cư, là ngay cái hướng trạm điện của cô chú anh chị. Tầm 6 giờ thì thầy đã xuống khắc thực cái hướng trạm điện. Còn thầy đi bao nhiêu nhà thì hãy cũng có hỏi, nhưng mà bà con chia sẻ là không có nhìn rõ, tức là có người thì thấy thầy ghé chỉ có một chỗ, có người thì nói là thấy thấy thầy ghé là hai chỗ. Tại vì có người thấy trước rồi thấy sau, cô chú anh chị nhiều khi là không có chính xác được thì người ta chia sẻ như thế. Bà con ở Vĩnh Phương nha, của Khánh Hòa, Nha Trang người ta báo như thế thì hãy báo với cả nhà mình. Thì dù thầy đi một nhà cũng được mà thầy đi hai nhà cũng được. Mình cũng biết rằng là thầy vẫn rất là mạnh khỏe, bình an. Thầy cũng đang tu tập ở tại Vĩnh Phương, Nha Trang, và nơi đó cũng được lực lượng chức năng, được bà con ở bên trong núi, kể cả bà con ở bên ngoài núi, người ta cũng rất là tôn kính, rất là hỗ trợ cho cái con đường tu khi mà thầy đang ở tại Vĩnh Phương của Khánh Hòa, Nha Trang, đúng không cô chú anh chị? Thầy vẫn mạnh khỏe cho nên thầy mới xuống chân núi để mà khắc thực và gieo duyên được. Đó là cái thông tin chính xác nhất mà trong buổi sáng ngày Chủ nhật 20 tháng 10 ngày hôm nay, hãy báo nhanh nhất để mà cập nhật cho tất cả bà con mình. Là tầm khoảng 6 giờ thầy Minh Tuệ đã xuống chân núi để mà khắc thực rồi. Hôm nay thì thầy đi cái hướng trạm điện tiếp tục nữa. Thì nếu mà hỏi thầy đi mấy nhà thì hãy sẽ gom chung lại từ 1 cho đến 2 nhà trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ thì đó là cái thông tin mà hãy tin là mỗi buổi sáng hãy với tất cả bà con cô chú chị mình ai nấy cũng rất là hoan hỷ, có một cái sự an lạc, một cái niềm vui, cảm thấy trong người mình nó nhẹ, nó thuận lợi hơn, đón chào một cái năng lượng mới tích cực khi mà nhận được và biết được cái thông tin của thầy, đúng không cô chú anh chị? Thì không phải hãy hay hay là hãy giỏi gì cả, mà tất cả những cái thông tin trên đó cô chú anh chị cũng đều là nhờ cái sự yêu mến của tất cả bà con bên trong núi của Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang, với lại là bà con ở cả bên ngoài sáng nào cũng vậy cả. Các anh chị ở ngoài đó, rồi bà con Phật tử ngoài đó, người ta cũng thức rất là sớm, tầm bốn mấy năm giờ là đã thức rồi. Rồi đến cái quán nước ở khu vực hướng mà Nghĩa Trang á, chỗ mà cô bán bánh mì đó, thì thường hay ngồi đó uống cà phê. Rồi có hai anh thì nhà ở gần cái khu vực trạm điện thì sáng cũng ra đó ngồi để mà vừa uống cà phê đợi đến giờ đi làm nè, rồi vừa hỏi cái thông tin của thầy Minh Tuệ, cứ mỗi ngày đều đặn như vậy đó để mà cập nhật cái thông tin chia sẻ cho Hải với tất cả bà con mình được biết. Thì nói chung là rất là cảm ơn bà con ở Vĩnh Phương, Nha Trang luôn hỗ trợ để cho tất cả bà con ở khắp mọi nơi luôn được biết về cái tình hình của thầy, trong khi thời gian, trong khi cái hoàn cảnh là mình không thể biết được là những cái hình ảnh chính xác hay là những cái đoạn clip, nhưng mà có được những cái thông tin này phải nói là cực kỳ cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ở ngoài Vĩnh Phương, Nha Trang rất là nhiều nha. Thậm chí là thầy hôm qua được cúng dường những cái món gì á cô chú anh chị cũng được cập nhật rất là tỉ mỉ và rất là chi tiết, thậm chí là hãy có hình ảnh, nhưng mà xin phép là
có những cái thầy không chia sẻ lên đây được nha cô chú anh chị. Giống như ngày hôm qua là thầy cũng xuống chân núi đó, thầy cũng xuống khất thực ở đó, thì cũng có nhiều bà con người ta cúng dường, có người thì cúng bánh chưng nè, cơm nè, rồi bánh bèo với một cái hộp nước tương nè, bánh bò trắng đó, cô chú anh chị, là cái bánh mỏng mỏng gì nè để người ta ăn với lại thường thường là cái bánh mềm bột tăng này, ăn với nước cốt của cô chú anh chị. Không biết cô chú anh chị nào người miền Tây sẽ biết cái bánh đó, cái bánh màu trắng mà nó rất là mỏng gì nè, nó mỏng mà nó nhỏ 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 tròn tròn gì nè cô chú anh chị, là cái bánh đó đó. Là thông thường ở dưới quê hải miền Tây ấy, nhà là người ta ăn cái đó với lại chấm nước cốt á, rất là ngon. Thì hôm qua là có bà con Phật tử người ta cúng dường cho thầy một cái hộp đó, với lại một cái hũ nước tương nhỏ như thế này nè, rồi có bánh chưng, cơm trắng nè, canh bí đỏ. Đó là những cái thông tin mà đảm bảo là được bà con Phật tử nha, bà con Phật tử ở Vĩnh Phương Nha Trang luôn chia sẻ cập nhật cho Hải biết đấy cô chú anh chị. Cả nho nữa chứ, đó là đồ cúng dưỡng đó, là đồ cúng dường trong ngày hôm qua đó. Và cũng được chia sẻ là thầy Trổ Tướng rất là sáng, rất là sáng cô chú anh chị, và luôn hoan hỷ nở nụ cười với bà con khi mà tiếp cận đến gần bà con người ta cúng dường cho thầy á, thầy rất là hoan hỷ. Do nhiều khi có những cái mà hãy không cập nhật lên đây được, cho nên là hãy không thể tiện mà chia sẻ những cái dòng thông tin như thế này lên được nha cô chú anh chị. Nói chung là hình ảnh thì hãy cũng có trên đây, tất cả trên đây nè cô chú anh chị, nhưng mà có những cái là hãy không có chia sẻ được thì mong khán giả cũng thông cảm nha. Tất cả những cái thông tin trên đó thì đều là những cái nguồn tin phải nói rất là chính xác đó nha bà con mình, cho nên cả nhà mình cứ an tâm. Rồi kế tiếp nữa là hãy cũng xin phép được cập nhật tình hình của một số sư nhí khác trong cái thời điểm hiện tại cho tất cả khán giả mình được rõ luôn. Hiện tại bây giờ thì tại những cái nơi trú xứ riêng thì các sư trên hình ảnh mà khán giả mình đang xem đó là sư Minh Tâm, sư Pháp Nhẫn và sư Minh Giác cũng như là sư Thanh Tịnh cũng hội ngộ và gọi là đang ở tại một cái nơi trú xứ riêng và cũng tiếp tục bộ hành đi gieo duyên khất thực với bà con ở tại địa phương đó. Nói chung là khi mà có các sư về á, là bà con Phật tử ở địa phương mà nếu hay được á, là cũng cỡ nào cỡ cũng đến đó để mà hỗ trợ, như là muốn cúng dường, muốn phát tâm để hỗ trợ cho các sư, các thầy. Đó là một cái hình ảnh mà rất là đẹp mà hãy tin trong lòng của khán giả ai nấy cũng rất là thích. Rồi kế nữa là hình ảnh của sư Minh Tâm, sư Minh Giác, sư Thanh Tịnh và Pháp Nhẫn đang bộ hành khất thực. Thì lúc nãy chúng ta xem là các sư ở tại một cái nơi trú xứ, còn bây giờ là các sư đang đi tiến thẳng trên đường đi giao duyên với Phật tử bà con trên những cái tuyến lộ lớn cô chú anh chị. Mà hãy cũng xin nói luôn nha, do quen miệng á cho nên là nhiều khi hãy thường hay kết thúc những cái câu cuối là chữ cô chú anh chị là để chia sẻ với khán giả mình, tại vì cũng có nhiều khán giả trước hay cũng cập nhật là hãy nói trọng trọng á, cho nên hãy luôn lập cái đó lại để mà chia sẻ. Nếu mà bà con có thấy phiền thì hãy sẽ cố gắng sửa đổi và thay đổi cái đó lại ha, có gì khán giả cũng châm trước nha, hãy sẽ cố gắng khắc phục từ từ lại. Hoan hỷ với phải nha. Rồi cái nữa là hình ảnh của sư Vô Trụ hay sư Mới và thầy Minh Trí cũng bộ hành và gieo duyên khắc thực với tất cả bà con ở tại một cái nơi trú xứ mới trong một cái buổi sáng của ngày 19 tháng 10, chứ không phải là sáng hôm nay, tại vì buổi sáng rất là sớm thì chưa có đoạn clip đâu cả nhà. Thông thường là phải trễ một chút mới có, nhưng mà hãy cập nhật cái tin của thầy sớm thì hãy cập nhật luôn cái tình hình của các sư để mà báo cho tất cả khán giả mình được biết luôn là tình hình của các sư cũng rất là mạnh khỏe bình an. Các sư cũng rất là kiên định tu theo cái hành tu Đầu Đà từ sư thầy Minh Tuệ cho đến thời điểm này đó. Nhìn các sư đi trên những cái con đường mà gọi là mình nhớ lại cái cảnh của tăng đoàn lúc trước đó. Dạ rồi, cuối cùng thì hãy cũng xin cập nhật tình hình của hai sư nữa nha. Đây là hình ảnh của sư Trơn Trí và sư Đăng Tịnh cũng đang bộ hành để mà tìm một cái nơi mới tu tập giao duyên với bà con Phật tử ở đó. Thì riêng hãy cảm nhận khi mà cập nhật về sư Minh Trí, cô chú chị, sư Trơn Trí và sư Đăng Tịnh, sư mới, cái cảm giác mình cũng rất là thích, rất là yêu mến hai sư cô chú anh chị. Kiểu như mình thích hơi nhiều quá, tại vì lúc nào hãy cũng thấy cái hình ảnh của sư Đăng Tịnh và sư Trơn Trí cũng kiên định
đi tới, luôn luôn di chuyển đến những cái nơi trú xứ mới, những cái nghĩa trang này kia để mà tu tập á. Lúc nào cũng vậy, hoan hỷ, đi đâu cũng đi khất thực gieo duyên trong buổi sáng và nhận ít thôi. Một nhà chỉ nhận ít thôi chứ không có nhận nhiều. Xin từ chối nhận nhiều, chỉ nhận một ít thôi, để cái ý nguyện của sư Chân Trí là muốn đi đi nhiều nhà đó. Cho nên là cứ nhà nhận chỉ một miếng thôi, không có nhận nhiều. Bà con nhiều khi người ta đến người ta cúng dường nhiều á thì cũng không chịu nhận. À, giờ xin phép chỉ nhận một miếng thôi rồi tiếp tục di chuyển đến đến nhà khác nữa, nhà khác nữa. À, chỉ muốn là gieo duyên với nhiều bà con, nhiều Phật tử ở tại địa phương đó, tại vì sư cũng biết là sư không ở lâu, sư ở chỉ vài ngày à, là sư di chuyển đến một cái địa phương khác á, cho nên là sư cũng muốn gieo duyên nhiều nhà. Mình hay riêng Hải á, thì Hải cũng rất là thích vậy đó cô chú chị, nhìn thấy hình ảnh của sư làm cho mình cũng cảm thấy rất là quý, rất là thích, giống y như là thầy Minh Tuệ mà truyền lại vậy đó, là cũng muốn gieo duyên với bà con Phật tử ở khắp mọi nơi, dù cho có nhiều cái sự khó khăn như là bà con người ta đến rất đông, những cái cơn mưa đổ nhưng mà thầy vẫn đi khất thực, giống như là ở Gia Lai mà chúng ta đã nhìn thấy. Dạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay hãy cũng chỉ nhập cập nhật đến đây thôi, cho tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả mình cũng được biết về cái thông tin tình hình của thầy Minh Tuệ cũng rất là mạnh khỏe bình an. Hôm nay thì thầy cũng xuống khất thực gieo duyên với bà con mình ở tại khu trạm điện tầm khoảng là 6 giờ, thì thầy khất thực một đến hai nhà trong buổi sáng ngày 20 tháng 10 hôm nay, và thầy hiện giờ thì cũng đang ở tại Vĩnh Phương của Khánh Hòa Nha Trang chứ thầy chưa di chuyển đến đâu cả. Có nhiều bà con chia sẻ là thầy chuẩn bị di chuyển nhưng mà chưa đâu cô chú anh chị, hãy không biết là như thế nào, nhưng mà hiện tại thì tạm thời là thầy chưa đi, thầy vẫn ở đó, trừ khi nào có những cái trường hợp đột xuất gì đó thì hãy mới báo liền cho bà con mình nha. Nói chung là không hiểu lý do là sao cô chú anh chị thầy chưa có di chuyển, khi nào mà có những cái thông tin nào mới thì hãy sẽ cập nhật nhanh nhất cho khán giả của mình. Một lần nữa mến chúc cho tất cả quý khán giả, quý bà con Phật tử xa gần có một ngày mới 20 tháng 10 có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân của mình. Cả nhà khi xem nhớ tặng Hải một lượt like, lượt đăng ký, để lại bình luận ở bên dưới. Có những cái gì cần góp ý thì cứ việc comment nha. Hãy cảm ơn tất cả quý bà con mình rất là nhiều ạ. À. Hãy chào tạm biệt cả nhà. À, hẹn tất cả quý khán giả ở một cái đoạn clip sau ạ. À.